Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng tải loạt phóng sự điều tra chiêu dò phá xe của khách trên các quốc lộ, phải ngán các chủ tiệm sửa xe đã phá hỏng xe của khách rồi vẽ bệnh để bắt thay sửa với giá tiền cao. Sau khi loạt bài được đăng tải, nhiều bạn đọc cho biết họ từng là nạn nhân và mong rằng cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng phải xử lý hình sự các đối tượng có hành vi bất lương. Trao đổi với BLO, tiến sĩ Trần Thanh Thảo, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những chủ tiệm xe, nhân viên mà loạt phóng sự phản ánh đã có những hành vi cố ý rạch vỏ xe, ruột xe, chọc cao su đùm hoặc làm hư hỏng một số thiết bị khác của xe, làm cho xe không thể hoạt động như bình thường. Đây là hành vi cố ý làm tài sản mất đi một phần giá trị sử dụng, tức là hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ Luật Hình sự, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Bên cạnh đó, những người này còn thực hiện hành vi tháo bộ binh sườn để xe không hoạt động, sau đó lại nói với nạn nhân là xe hỏng dây cu ro, bộ nồi, mô binh sườn, làm cho nạn nhân tin tưởng và buộc họ phải thay bằng các thiết bị phụ tùng trôi nổi để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Đây được coi là hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của nạn nhân theo quy định của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Tiến sĩ Trần Thanh Thảo nhận định. Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại thông tư liên tịch số 02 năm 2001, thì trong trường hợp một người thực hiện nhiều lần cùng loại hành vi xâm phạm sở hữu, nếu các hành vi xâm phạm sở hữu được thực hiện một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian, thì người thực hiện nhiều lần cùng loại hành vi xâm phạm sở hữu phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tương ứng theo tổng giá trị tài sản của các lần bị xâm phạm. Do đó, nếu thuộc trường hợp này thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự những người nêu trên về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, Điều 178 Bộ Luật Hình sự và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174 Bộ Luật Hình sự thì tổng giá trị tài sản của các lần bị xâm phạm được xác định là từ 2 triệu đồng trở lên. Sau khi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải loạt điều tra chiêu trò phá xe của khách trên các quốc lộ, nhiều người gửi mail, comment yêu cầu xử lý nghiêm những người vi phạm này. Nhiều bạn đọc cho rằng hành vi của những người này đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội như quy định tại điểm C khoản 1, Điều 178 Bộ Luật Hình sự hoặc điểm C khoản 1, Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Nói cách khác, dù tài sản làm hư hỏng hoặc chiếm đoạt trị giá dưới 2 triệu đồng thì hành vi của những người này vẫn đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản hoặc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng theo tiến sĩ Trần Thanh Thảo, để xác định hành vi phạm tội có thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức hay không, đòi hỏi phải chứng minh dấu hiệu có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Cũng theo tinh thần tại Nghị quyết 02 năm 1988 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao thì có 3 trường hợp bị xem là phạm tội có tổ chức, trong đó có trường hợp những người đồng phạm đã cùng nhau phạm tội nhiều lần theo một kế hoạch đã thống nhất từ trước. Do đó, chỉ trong trường hợp chứng minh được những người này đã lên kế hoạch từ trước đó, thống nhất thực hiện theo kế hoạch này và thực hiện tội phạm nhiều lần thì mới có thể xem là phạm tội có tổ chức. Tình tiết này nếu được áp dụng sẽ là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự tại điểm A khoản 2 Điều 178 và điểm A khoản 2 Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Theo luật sư Đỗ Trúc Lâm, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, khoản 5 Điều 6 Luật Trẻ Em năm 2016 quy định nghiêm cấm hành vi sử dụng, rủ rê, xúi dục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Điều 24 Nghị định 130 năm 2021, Nghị định Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi sử dụng, rủ rê, xúi dục, kích động, lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt gấp đôi so với cá nhân. Trường hợp hành vi vi phạm pháp luật đã đến mức cấu thành tội phạm thì người có hành vi sử dụng, xúi dục trẻ em thực hiện tội phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm cụ thể đó với vai trò chủ mưu, người xúi dục, người thực hành. Người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp theo Điều 325 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt thấp nhất từ 1 năm đến 5 năm tù, mức phạt cao nhất lên đến 7 năm tù. Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
Ngày 16 tháng 7, phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn chiếc xe máy non hơi bánh sâu tới nhờ ông Long kiểm tra. Đây là tiệm sửa xe đầu tiên theo hướng từ cầu vượt Linh Xuân về quận 12 do Đàm Văn Long, 44 tuổi, quê Thái Bình làm chủ. Trở lại với chiếc lốp bị ông Long rạch rách toạc, ông này giả vờ kiểm tra rồi báo tình trạng. Gì mà ông còn miếng hơi vậy? Ôi trời, vậy sao má? Đây này, nhìn đây này, biết đi tách bỏ làm gì nữa. Giờ tôi cái ngồi không thấy đi, chứ đâu mà đây chứ. Chạy gì mà dữ hả? Đây này. Sau hàng loạt sự ngạc nhiên giả tạo, ông Long quay sang báo giá cho cả bộ lớp khoảng 360.000 đồng, ruột 90.000 đồng. Khi phóng viên báo chỉ còn 410.000 đồng, thì ông này tỏ thái độ hào sảng, sẵn sàng thay giúp. Tìm hiểu của phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, tiệm của Đàm Văn Long mở đã lâu ở khu vực nơi có nhiều sinh viên công nhân. Trong đó, rất nhiều người đã đưa xe vào cho ông sửa. Dù ghi nhận hành vi phù phép ruột lớp mới thành hàng phế thải của ông Long, nhưng phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh vẫn không thể ghi nhận được ông này đã dùng vật gì để phá xe và giấu vật đó ở đâu. Chiều 17 tháng 7, chúng tôi tiếp tục dắt xe vào tiệm nhờ kiểm tra giúp. Tuy nhiên, thay vì áp sát rạch ngay lốp xe, lần này ông Long điềm tĩnh tẩy lốp, tháo ruột đúng quy trình. Ống kính phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ông Long dùng một cây sắt nạy lớp. Xong trong lúc đang nạy lớp, ông này cố tình chọc sâu vào bên trong, làm thủng ruột, rồi dây đi dây lại cho chắc chắn, đã làm rách toạc chiếc ruột xe. Chưa dừng lại, ông Long móc từ đế dép đang mang một miếng sắt kích thước nhỏ nhưng sắc bén, rồi đưa vào cắt lớp xe một đường dài. Cắt xong, ông này khéo léo cất thanh sắt vào đế dép, phá tan nát cặp lớp ruột xong. Ông Long điềm nhiên báo giá, rồi thay bộ lớp ruột khác cho khách. Tất cả lớp ruột xe bị ông Long phá thay xong đều được vứt lên mái che trạm xe buýt. Chúng tôi ghi nhận, trên mái che có nhiều lớp xe cũ do ông Long vứt lên. Những lớp xe này đều có vết rách đáng ngờ. Từ tiệm của Đàm Văn Long, tính từ cầu vượt Linh Xuân về hướng quận 12 chừng 200m, tiệm sửa xe của Mai Văn Hòa, sinh năm 1989, quê Nga Sơn, Thanh Hóa, cũng khét tiếng trong việc phá xe của khách. Tiệm này nằm ngay mũi tàu cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chiều 16 tháng 7, phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đem xe máy đến tiệm ông Hòa thay ruột. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi ông này tháo bánh sau xe ra. Ống kính phóng viên ghi nhận, trong khi tháo bánh, Hòa một mặt canh chừng, mặt còn lại dùng một thanh sắt có đầu bén, dùng hết sức chọc gãy một miếng cao su đùm. Diễn biến hành vi này rất nhanh, rất khó có thể phát hiện. Sau đó, ông Hòa thông báo. Nói xong, ông này vừa vứt hai mảnh cao su mới phá hư qua chỗ phóng viên đang ngồi, rồi báo giá 140.000 đồng. Hay xong, chúng tôi mang xe đến một tiệm sửa xe khác kiểm tra. Tại đây, phóng viên được báo bộ cao su đùm vừa thay không đúng loại, đã bị thay loại rẻ tiền. Trong khi đó, một bộ cao su đùm đúng loại, loại tốt, giá chỉ 45.000 đồng. Ngày 23 tháng 8, trao đổi với phóng viên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã nắm thông tin về nhóm phá xe trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai mà báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đang đăng tải. Ông Đức cho biết đã chỉ đạo công an rà soát, kiểm tra và xử lý ngay các tiệm phá xe dọc quốc lộ 51. Hiện công an đang làm chuyên án, vị này cho biết. Trước đó, công an huyện Long Thành đã bắt quả tang một người trong nhóm có hành vi phá xe rồi lừa đảo của một vị khách đi đường để chiếm đoạt 2,2 triệu đồng. Công an cũng làm việc với các chủ tiệm nước trong khu vực để làm rõ việc hoạt động có tổ chức. Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đăng tải phóng sự các chiêu trò phá xe trên quốc lộ, trong đó phản ánh một dãy quán cà phê võng, quán ăn kết hợp sửa xe dùng chiêu trò rút dây mô bin sườn để phá hỏng xe của khách. Sau đó, những người này ép sửa với giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.
Không những vậy, các nhóm phá xe này còn sử dụng trẻ em giúp sức để phá xe của khách. Các quán nước này nằm ở cả hai chiều quốc lộ 51, đoạn cách ngã ba Nhân Trạch khoảng vài trăm mét và có họ hàng với nhau. Suốt nhiều năm qua, hàng loạt người đi đường đã trở thành nạn nhân của nhóm phá xe này. Trong gần 2 tháng có mặt khắp các tiệm sửa xe từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, phóng viên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hàng trăm clip về hành vi phá xe của khách để ép phải sửa chữa. Trong 2 ngày 9 và 10 tháng 8, phóng viên Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cung cấp thông tin về hành vi của nhóm phá xe cho công an huyện Long Thành. Từ những thông tin mà báo cung cấp trưa ngày 10 tháng 8, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát hình sự đã bắt quả tang Đỗ Bá Thước, 44 tuổi, quê Nga Sơn, Thanh Hóa, đang có hành vi lừa đảo chị TTT, tên được đọc tắt, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, để chiếm đoạt số tiền 2 triệu 250 ngàn đồng. Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 8, chị T mang xe máy hiệu Honda Vision đến bơm hơi bánh xe. Lợi dụng sơ hở, Thước đã phá xe, rồi sửa xe, chiếm đoạt số tiền kể trên. Công an huyện Long Thành hiện đã tạm giữ hình sự với ông Thước để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng thời điểm, công an huyện Long Thành cũng bắt quả tang ông Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1985, quê Nga Sơn, Thanh Hóa, đang lấy 700.000 đồng của một đôi nam nữ bị vẽ bệnh lấy tiền. Liên quan đến vụ việc này, công an cũng đã mời để điều tra về những nghi vấn liên quan đến nhóm này có tổ chức phối hợp với nhau để phá xe của người dân. Tiếp tục trong các ngày 9, 10, 11 và 12 tháng 8, báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã liên hệ với công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, công an thành phố Thủ Đức và công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp các thông tin hình ảnh liên quan đến các tiệm sửa xe có hành vi phá phụ tùng của khách để thay bằng phụ tùng trôi nổi. Tiếp nhận thông tin từ báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8, các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thủ Đức bắt quả tang Mai Văn Cường, 38 tuổi, quê Thanh Hóa, dùng chiêu trò phá xe tại công an phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức. Cường đã thừa nhận hành vi của mình. Người này cũng đã thực hiện liên tục 10 vụ khác. Trong khi đó, công an quận 12 cũng tập trung làm rõ hành vi phá xe của người dân rồi vẽ bệnh lấy giá cao do một thợ thực hiện tại tiệm sửa xe Nguyễn Hiền trên quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Qua làm việc, người thực hiện được xác định là nam nhân viên khoảng 30 tuổi tên Lĩnh. Với hai tiệm sửa xe của Đàm Văn Long, 44 tuổi quê Thái Bình và Mai Văn Hòa, 35 tuổi quê Thanh Hóa trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, công an thành phố Dĩ An đã mời làm việc với cả hai. Trong ngày 13 tháng 8, tiệm của Đàm Văn Long đã đóng cửa. Riêng tiệm sửa xe của Mai Văn Hòa, công an đã tới kiểm tra làm việc với Hòa vào ngày 12 tháng 8. Phía công an huyện Đồng Phú cũng cho biết hiện đang xác minh làm rõ hành vi của người đàn ông sửa xe trên quốc lộ 14, xã Đồng Tiến. Thông tin hành vi phá xe của tiệm ông Thước, những người liên quan ở Long Thành, Đồng Nai và các tiệm sửa xe Thất Đức ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh chi tiết trong tuyến bài điều tra trên các số báo tiếp theo. Mời quý vị đón xem. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.